Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, kéo giá vàng trong nước sáng đầu tuần 4 tháng 12 tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Theo đó, giá vàng SJC đã tiến sát 75 triệu đồng một lượng và vàng nhẫn 4 số 9 đã chính thức vượt 63 triệu đồng một lượng. Ghi nhận vào khoảng 8 giờ 45 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty BNC báo giá vàng SJC ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,7 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Tiệm vàng My Hồng ở quận Bình Thạnh cũng niêm yết vàng SJC ở mức 73,1 triệu đồng một lượng mua vào và 74,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC niêm yết ở mức 73 triệu đồng một lượng mua vào và 74,42 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán. Tập đoàn Phú Quý cũng tăng vàng SJC lên 72,95 triệu đồng một lượng mua vào và 74,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán. Không chỉ giá vàng miếng SJC tăng mạnh mà giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tiếp tục tăng, leo lên đỉnh cao mới. Cụ thể, công ty SJC báo giá vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 61,75 triệu đồng một lượng mua vào và 62,9 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Tương tự, công ty BNC cũng niêm yết giá vàng nhẫn 4 số 9 BNC ở mức 61,9 triệu đồng một lượng mua vào và 63,1 triệu đồng lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả chiều mua và chiều bán. Ngày 4 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ bị đôi nam nữ đánh ở chung cư. Trước đó, ngày 3 tháng 12, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị đôi nam nữ đánh ở sảnh chung cư. Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ bước ra từ thang máy tầng trệt chung cư thì có nhóm người ngồi đợi sẵn ở sảnh và xông tới hành hung. Trong nhóm người này, chủ yếu là đôi nam nữ lao vào hành hung người phụ nữ mặc áo vàng. Người đàn ông đã nắm tóc người phụ nữ mặc áo vàng và kéo lê trước sảnh chung cư. Người đàn ông liên tục hỏi và dùng chân đá vào người phụ nữ mặc áo vàng. Còn người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng dùng chân đá nắm tóc đánh vào bụng, lưng người phụ nữ mặc áo vàng. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào trưa 19 tháng 11 tại chung cư LB thuộc phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Phía công an phường 25 đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Sáng 4 tháng 12, ông Trần Kim Quy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa có 3 người phải nhập viện sau khi sưởi ấm bằng khăn củi trong phòng kính. Do thời tiết lạnh và cháu nhỏ mới sinh nên tối 3 tháng 12, tại nhà anh NST sử dụng than để sưởi ấm trong phòng ngủ đóng kín cửa. Đến sáng 4 tháng 12 khi sang gõ cửa thì không thấy ai trả lời, lo lắng điều chẳng lành nên người thân đã trèo vào phòng để kiểm tra thì phát hiện 3 người đã ngất xỉu. Sáng 4 tháng 12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết 3 bệnh nhân gồm bệnh nhi là nam, sinh tháng 11 năm 2023. Bà và mẹ của bệnh nhi được chuyển vào bệnh viện lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày với biểu hiện lơ mơ khó thở. Các bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc khí CO. Tình trạng của bà và mẹ bệnh nhi bị nặng, dự kiến phải chuyển lên tuyến trên điều trị, còn bệnh nhi đang phải thở oxy. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện tất cả thông tin dữ liệu về giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, tổng số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều được công khai trên trang web của ngành giáo dục và đào tạo. Theo thống kê của Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 1.283 trường mầm non, trong đó có 810 trường ngoài công lập. Cùng với đó, trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện có tổng cộng 1.844 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non, độc lập đang hoạt động. Theo đó, phụ huynh chỉ cần một thiết bị điện tử có kết nối Internet, truy cập vào cổng thông tin của ngành giáo dục và đào tạo để tra cứu thông tin liên quan đến các cơ sở giáo dục mầm non. Đại diện các cơ sở giáo dục mầm non đều cho biết việc công khai dữ liệu giúp phụ huynh có thêm điều kiện tìm hiểu về chương trình đào tạo, cơ sở pháp lý trong việc thành lập trường đối với các cơ sở ngoài công lập, loại bỏ tình trạng phụ huynh gửi con vào các cơ sở chưa được cấp phép gây ảnh hưởng quyền lợi của trẻ. Tới đây, dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung đầy đủ theo từng năm, tích hợp thêm thông tin liên quan hệ thống bản đồ GIS, giúp phụ huynh dễ dàng xác định khoảng cách từ nhà đến trường để chọn cơ sở thuận tiện nhất cho việc đưa đón con em. Ông Richard Kohls, giám đốc chương trình hợp tác hành động toàn cầu về nhựa GPIB, cho biết cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng đáng kể về tiêu dùng, kéo theo rác thải nhựa cũng gia tăng.
Năm 2020, Việt Nam đã tham gia vào chương trình Hợp tác Hành động Toàn cầu về nhựa và chương trình Đối tác Toàn cầu về nhựa NPAP. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, kể từ tháng 2 năm 2020, Bộ cùng 30 doanh nghiệp đã tiên phong ký kết sáng kiến hợp tác công tư trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, quản lý rác thải nhựa nhằm quản lý vòng đời sản phẩm, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên quy mô toàn quốc. Đến nay, các bên đã thu gom tái chế hơn 25.000 tấn rác thải nhựa, cải thiện đời sống cho hơn 2.500 lao động và triển khai truyền thông phân loại rác tới gần 12 triệu người dân. Để có thể phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn, Bộ Tài nguyên Môi trường khuyến khích tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho các công nghệ tái chế hiện đại hơn, hiệu quả hơn, mang tính hệ thống nhằm cải thiện vấn đề thu gom rác và đẩy mạnh công tác thực hiện phân loại rác tại nguồn. Hãng tin Reuters cho biết tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom nhằm vào người Công giáo ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo vào buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Mandaraguay, bang Mindanao, nơi từng bị các tay súng thánh chiến Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong khoảng 5 tháng vào năm 2017. Trên mạng xã hội Telegram, IS cho biết các thành viên của tổ chức đã kích nổ bom. Vụ đánh bom tại Mandaraguay xảy ra sau khi quân đội Philippines triển khai các chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ IS ở miền Nam. Đáng chú ý có chiến dịch ở Lanao del Sur, trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm chiến binh Dalat Islamia Maute trong ngày 3 tháng 12. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Froner cho rằng có khả năng vụ đánh bom là hành động trả đũa. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đang tiếp tục mở rộng các hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của lực lượng vũ trang Hamas trên toàn dải Gaza. Hamas cho hay các tay súng của lực lượng đã giao tranh với quân đội Israel ở một khu vực cách thành phố Khan Yunis nằm ở phía nam dải Gaza 2 km. Hãng tin Reuters dẫn lời một số người dân tại khu vực cho biết họ có thể nghe thấy xe tăng khai hỏa và lo sợ một cuộc tấn công trên bộ mới của Israel đang diễn ra. Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Hovi xác nhận quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ và miền nam Gaza. Ông Hervey tuyên bố các hành động của IDF ở phía nam dải Gaza cũng sẽ mạnh mẽ và hiệu quả không kém các hành động ở phía bắc. IDF sẽ hành động triệt để ở phía bắc dải Gaza và cũng đang làm điều đó ở phía nam dải Gaza. Quân đội Israel trước đó đã yêu cầu người dân ở các khu vực lân cận thành phố Khan Yunis sơ tán, nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về cuộc tấn công trên bộ ở phía nam.